Trong khi đó, nhiều nơi ở Nam Mỹ đang chứng kiến năm thứ ba liên tiếp ghi nhận lượng mưa thấp, gây hạn hán và đe dọa đến hoạt động sản xuất nông nghiệp. Trên những cánh đồng ở Bolivia, người nông dân không còn biết cách nào khác ngoài đứng giữa cánh đồng, thành khẩn cầu nguyện. Trên cánh đồng thuộc dãy Andes ở Bolivia, những người nông dân, trong đó có chị Alberto Kuiper, bắt đầu ngày mới bằng việc lên đồi Eloco quỳ gối, giơ cao tay, dâng những lời cầu nguyện xin Thượng Đế ban cho họ những cơn mưa xuống đồng ruộng khô cằn. Khu vực nông thôn ở Tihu Andaco, cách thành phố cao nguyên La Paz khoảng 100 km về phía tây nam, đã trải qua năm thứ ba liên tiếp ghi nhận lượng mưa thấp do ảnh hưởng bởi kiểu thời tiết La Nina, khô và lạnh diễn biến bất thường. Chúng tôi thành tâm cầu nguyện Thượng Đế sẽ tha thứ cho mọi tội lỗi cho chúng tôi và Ngài sẽ ban mưa xuống cánh đồng. Mùa vụ năm nay chúng tôi không đủ nước tưới và đàn gia súc cũng cạn kiệt. Nhiều khu vực ở Bolivia ban bố tình trạng khẩn cấp. Cơ quan khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo hạn hán sẽ kéo dài sang năm 2023. Nhiều quốc gia khác ở Nam Mỹ như Argentina, Paraguay và Peru cũng đang trải qua đợt hạn hán kéo dài.